Dạ xin chào khán giả kênh Khương Dừa. Hiện tại Khương Dừa đang chuẩn bị một cái game show vô cùng vui, đó là mang tên là Tam Sao Thất Bản, và đây là những bạn chơi với Khương Dừa. Xin chào. Đây, game này Khương Dừa sẽ có hai đội chơi. Các bạn sẽ có đây là đội gì tụi em? Đây là một đội nè, tụi em đặt tên đội mình đi. Sư phụ, rừng xanh. Rừng xanh. Giới thiệu từng người chơi đi. Dạ, em tên là Hồ Viết Trí, đến từ Thách Thức Vinh Hài mùa thứ 6. Kỳ má. Em tên là Tống Hoàng Duy, đến từ Bình Định Qua Học. Tôi tên là Tống Hoàng Duy, đến từ nghe mệt chứ ta cho nó miệng mình anh nó mới lên. Chào cả nhà, mình là Lê Tấn Lợi, mình đã từ Long An xứ sở Thanh Hóa. Rồi, đội em tên gì? Biển Cả. Biển Cả hả? Rồi giới thiệu gì nhìn là biết biển. Chào, mình tên là Lý Định, mình đến từ Cần Thơ. Thôi thua hậu lại cho em thấy lợi nha. Lý Định thua cái nơi thôi, cho nên hơi hay lên. Em tên là Lý Định, đến từ Cần Thơ. Linh Trang, Hồ Chí Minh. Thanh Trương from Thanh Hóa. Chiên Tiền Giang. Hải An Giang. Đây là cái đầu tiên Khương Dừa thử nghiệm. Dạ thôi thì có góp ý cho Khương Dừa nha, nó chạy ngoài kia nó trơn tru lắm. Và bây giờ là anh sẽ có luật chơi của mình như thế này. Anh sẽ có 10 loại nước ép ở trên bàn. Đó. Giờ nhiệm vụ của các em là nghe cái thông tin. Anh sẽ có cái thông tin là cái thông tin bản thông tin của anh có 10 cái loại thông tin. Nhưng mà trong 10 loại thông tin đó chỉ có 4-5 loại thông tin là đúng thôi. Đó, tụi em phải nghe và người này phải truyền cho người kia. Tới bạn cuối cùng coi pha cái loại nước ép đó đúng không? Đó là công thức đúng của anh đàng hoàng nha. Nếu tụi em pha sai là tụi em sẽ uống tầm 7 ráng chịu đó. Bây giờ mỗi đội sẽ có 3 phút. Tụi em sẽ truyền tin và mình sẽ khác với các game khác là mình sẽ đứng hơi xa nhau và tụi em được quyền nói đúng cái thông tin đó luôn nha. Rồi bây giờ dạ tụi em phải ghi. Em sẽ ghi vị trí đứng nè. Giờ tù xì đi, quấn tù xì coi đứa nào chơi, đội nào chơi trước. Rồi quấn tù xì. Hồi nãy quấn tù xì rồi. Chưa rồi. Một, để giúp chơi thì chơi lại thôi. Một, hai, ba. Một, để giúp chơi thì chơi lại thôi. Một, hai, ba. Rồi, cái game này là mở hàng mở đầu của vị khán giả nên nó sẽ chạy, nó sẽ còn vài điểm nó vừa nghĩ nó sẽ chưa có chân tu lắm, nhưng vừa sẽ điều chỉnh. Mà nói chung là chơi cái game này chỉ vui thôi tụi em. Hoặc là nếu mà để đảm bảo mà thắng á, tụi em cứ pha hết loại này nước uống này, tụi em uống vô là ok. Bây giờ đỡ hơn mình bỏ cái sai thông tin. Thí dụ mình nhớ có 5 cái thông tin, mình chỉ nhớ có 5 câu mà 5 câu đó bỏ bậy hết là mình cũng thua. Rồi 5 đứa em đây, chia vị trí đi, 5 đứa đi qua đứng đây, đứng đi. Không, bây giờ 5 đứa em theo qua bắt tay vô hũ. Vô hũ hả? Yeah. Vô hành hàng luôn, giống như anh. Rồi bây giờ sẽ đi ra vị trí nè. Rồi, năm đội em không phá đâu bạn nha. Rồi đi theo vị trí anh kia ra nè. Rồi xa dữ hả? Phải xa nha. Rồi cái xoài này đứa nào đứng? Cái xoài này đứa nào đứng? Thú. Điểm đầu tiên đi sao anh? Không, đứa này nữa, còn Nguyễn ngoại nữa. Không, cái khôn vô. Ai đứng đây? Con không tin, chẳng không tin qua kia mà. Rồi, chị Duy đứng đây nè. Duy đứng đây nè, chị đứng đây đi. Chứ sao? Mình phải chơi cái game nó bữa cái gì cả. Rồi, một đứa ngồi đây, đứa nào? Đợi chị ngồi
ngồi đây đi, ngồi đây đợi nha. Rồi lâu lâu như vậy, lâu lâu tròn em úp mới được. Rồi em cây này, ai đứng cây này? Rồi gì? Rồi em ra đầu đường thôi. Ở đây vừa đất rộng vừa đông. Đứng cây anh, em đứng đó đi. Cho xa dữ rồi anh, đứng lại. Nghe không? Nghe là rác có họng luôn chứ nghe gì. Đừng ngồi đó anh. Em chỉ có 3 phút thôi nha. Mà em cầm tờ giấy được luôn. Bây giờ ba em mình đi nhậu đi. Chơi luôn à. Đi, đứng nó khỏe giọng cái xíu ra nơi. Chứ đứng là la hoài. Anh với em với quay phim đứng đi nhậu. Rồi. Chưa mấy người. Đất ai đúng rồi. Tập trung vô đi. Chưa cách bia anh. Rồi quý vị các bạn, bây giờ là đồng hồ mình đang chỉ số 0. Bây giờ mình sẽ lúc bắt đầu thì anh sẽ bấm 3 phút bắt đầu ha. Yeah. Em có nhiệm vụ cầm tờ giấy đó có 10 thông tin. Đọc 10 thông tin là đúng nha. Có thể sót 1 chữ 2 chữ cũng được nhưng mà phải đúng 10 thông tin cho anh. Tới đó đằng kia phải nói đúng 10 thông tin nha. Tại sao thất bản là em phải nói đúng cái tờ thông tin của anh, rồi tới đó thì nó rơi rớt sao thì nó rơi rớt. Hiểu chưa? Dạ mà cái khoan nha anh, chỉ là lọc thông tin đúng. Là chứ không có vụ mà đúng thành sai, sai đúng đúng không anh? Trên cái tờ giấy. Ý là phải đọc đúng 10 thông tin của anh. Dạ. Rồi bên kia đọc tới 10 thông tin cuối cùng thì tới nó lọt bao nhiêu thông tin thì biết chắc lọc. Đó. Em muốn đọc bao lâu thì đọc. Mà đợi nguyên đội em chỉ có 3 phút thôi. Và đồng hồ để cho em coi, em biết em canh thì anh giữ, anh sẽ nhắc cho em. Dạ dạ. Sẵn sàng chưa? Em nói cho. Quay. Chữ anh phải đẹp nha chứ chữ anh xấu là em ngồi. Ủa anh đọc cho em đi, em cầm em giấy. Đọc, em cầm giấy em đọc. Đưa giấy. Từ từ. Nói. Rừng xanh ơi. Bắt đầu. Rồi, sẵn sàng chưa? Chơi. Sẵn sàng không? Sẵn sàng nha. Đưa giấy cho em trời, từ anh cũng chưa bấm giờ mà. Từ từ, cái thằng này nó chơi gian. Này, anh chưa bấm giờ nè. Chuẩn bị nè. 3 2 1 bắt đầu. Nước ép ớt chuông công thức tan hư bản cho một muỗng mật ong vào. Cái này là gì anh? Sẽ hư nước. Không cho nước uống không chuông. Chuông vòng sẽ và... không qua được. Cà phê bỏ vào cho có tụ, không cần bỏ vào, bắt buộc cho đường vào nhưng tùy theo độ uống ngọt của các bạn. Nước dừa cho lên, cho thêm vào uống đau bụng. Bỏ nước ớt chuông vàng, phải bỏ nước ớt chuông xanh. Nước cốt chanh bỏ ít thôi, bỏ nhiều sẽ chua. Rượu nhỏ rượu không nho. Rượu nho. Anh ghi chữ nhỏ. Rượu nho. Anh gài em nữa. Không dùng cho món này. Bỏ nước ớt sừng trâu cay. Không uống được. Nước lành. Nước hành tím. Để trưng. Trưng bày cho vui. Cho vui. Rồi đọc bài không cần đọc bài đâu. Trời ơi. Cho một muỗng mật ong vào sẽ hư. Từ từ đọc câu hỏi nha. Cho một muỗng mật ong vào sẽ hư, không cho nước uống chuông vàng. Ớt chuông vàng. Ớt chuông vàng sẽ không pha được. Là mật ong với chuông vàng là sẽ hư nha. Cà phê bỏ vào cho có tụ, không cần bỏ vào. Cà phê bỏ vào cho có tụ nhưng không cần bỏ vào. Bắt buộc cho đường vào nhưng tùy theo độ uống ngọt của các bạn. Là đường. Ủa, đường được. Nước dừa cho thêm vào uống đau bụng. Bỏ nước ớt chuông vàng, phải bỏ nước ớt chuông xanh. Vàng là phải có xanh nha. Nước cốt chanh bỏ ít thôi. Bỏ nhiều sẽ chua. Hết giờ rồi, thôi chắc cho mới. Rượu nhỏ. Không dùng rượu nho. Không dùng cho món này. Rượu nho bỏ nha. Nước ớt. Bỏ nước ớt sừng trâu cay không uống được. Nước ớt sừng trâu bỏ nha. Nước hành tím để trưng bày cho vui. Là không chưa, bỏ luôn. Chưa. Cái 5 phút hết rồi. Mình em hết 2 phút rưỡi rồi. Lại nói nó đi. Sẽ hư. Nước không cho uống sẽ hư. Bắt buộc cho đường vào. Đường
đường, bắt buộc cho đường vào. Phải nước dừa cho thêm mẫu sẽ đông. Cái này nó cho 10 phút quý vị dạ. Cương dừa đổi lại cho 10 phút. Tại vì nó nhiều sẽ chính này nộp trong hết 10 phút rồi. Đi bỏ nhanh đi. Sẽ... Nhanh đi hết vợ rồi. Đi trả tôi không? Run. Vàng xanh là không được. Không được, ủa chứ sao nãy nói được. Sừng trâu không được luôn, có sừng trâu đỏ không được luôn. Bà không tin rồi, bà không tin rồi đó. Cà phê sẽ bị... Rồi, cà phê bạch chắc có tụ, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Nước dừa uống sẽ đau bụng. Năm thông tin. Phải đủ 10 thông tin với anh, năm thông tin. Được hết thôi. À, chanh. À, nước cũng chanh ít thôi đúng không? Ờ, cũng chanh nó được hết thôi đúng không? Đúng rồi. Dạ, mật ong bỏ không bỏ được. À, mật ong không bỏ được. Ờ, cà phê là bảy cái tụ đúng không? Là đủ rồi. Là bảy rồi, bảy đúng không anh? Không tin rồi. À. Ủa chứ mày mất cái đường với mật ong rồi sao vậy gì? Thì còn lại mấy kia là hư đó, là bỏ. À. Còn cái gì nữa ta? Ừ. Rượu đâu? Rượu không được luôn. À, rượu không được luôn. 8. Còn gì nữa? Cái gì hết? Rượu. Cà tím thôi không được luôn nha. Cà tím không được. Cà tím. Ủa cà tím, ai đúng không? Ê, thằng tím. À, okay. Tím. Thôi chín này, chuyện được nữa. Chuyện đi. Thôi chạy đi. Còn thơm, còn thơm. Không bỏ cà phê, bỏ nước cốt cái chanh với lại mật ong. Từ từ, tụi em còn nhiều thời gian lắm. Bỏ mật ong thì không bỏ đường. Này, nước chanh với mật ong rồi, còn gì nữa? Thì bỏ mật vậy thôi, chứ giờ sao giờ? Để quý vị các bạn, đây là hiện giờ là Tú ơi, em làm gì đi đâu vậy? Khương vừa nghĩ là chơi 3 phút thôi, nhưng mà mấy bạn truyền thông tin chậm quá. Nhanh lên, hết giờ rồi. Sao? Là sao vậy? Nếu mà bỏ ớt vàng ơi là phải bỏ ớt xanh vô. Nếu rồi, mà... giờ mình nhìn bỏ rồi. Rồi có 10 thông tin đó, nhắc 10 thông tin cho bạn biết đi. Bỏ mật ong thì đừng bỏ đường. Đừng bỏ nước dừa đau bụng. Rồi. Đừng bỏ rượu. Rồi. Đừng bỏ cà phê. Rồi. Nếu mà không bỏ đá không? Dĩ nhiên không bỏ đá. Bỏ đá là không cần thông tin trong đó, nhưng mà cần bỏ đá cuối cùng. Rồi nếu mà bỏ xanh thì đừng bỏ ớt sừng trâu, ớt sừng trâu nè. Không bỏ nước dừa đau bụng. Rồi. Rồi ok, đủ rồi đó. Rồi sao? Đây em chỉ việc làm thôi đúng không? Ừ, em làm theo đi. Rồi vậy thôi. Ừ, vậy? Hai thứ thôi hả? Cuối cùng là chỉ có hai cái này uống được. Vậy bỏ đá vô đi. Đi, mình sẽ tính thời gian âm gian luôn. Rồi.
Nếu mà bỏ ớt xanh thì phải bỏ ớt vàng hả? Nếu này không bỏ thì không bỏ luôn. Bỏ mật ong thì không bỏ đường. Nó không bỏ ớt sừng trâu, không bỏ nước dưỡng đau bụng, không bỏ cà phê, không bỏ rượu nho. Rồi xong chưa? Rồi mọi thứ quá đơn giản. Xong chưa? Dạ, xong. Xong rồi. Rồi đội này chơi ở phút thứ 7. 47 giây. Rồi. Đây là thứ nước uống của các bạn. Các bạn sẽ chia ra muỗng nha. Rồi. Tự tin chưa? Anh đưa ra 10 không tin mà tới đây nó đưa tùm lum luôn ha. Không hết rồi cả. Rồi. Giờ mình đỡ được chơi, mình sẽ có 10 phút nha. Tại vì các bạn không tin nó ra bị chậm lắm. 3 phút không thể nào kịp. Cái thằng không nội kia nó đứng đọc không vào 3 phút rồi. Thằng đầu tiên á. Em cứ đọc. Rồi. Rồi giờ tới đội tụi em qua đây ngồi. Rồi tới đội tụi em. Cố lên mọi người. Rồi. Ba có mọi người. Rồi em đứng đây phải không? Dạ yeah, đứng đây. Rồi anh Trang sẽ đứng đây. Xin giới thiệu lại với quý vị các bạn đây. Đây là nước cái chili đó các bạn kia nha. Đây đây là nước hành tím, đây là ớt chuông vàng, đây là ớt chuông xanh, đây là mật ong, đây là nước cốt chanh, đây là ớt sừng trâu cay lắm, đây là nước dừa, đây là rượu nho, đây là cà phê và đây là đường. Rồi em sẵn sàng chưa? Rồi. Được, xài trên mẹ luôn nè. Rồi bạn Trương đứng đây phải không? Em là em luôn nhất vì em mấy cái này em chậm lắm. Rồi em bảo trọng nha. Đây đội này đã tự phân chia đội hình của quý vị không vậy? Vui quá, nhưng mà lần sau khi vừa sẽ điều chỉnh câu hỏi lại. Em ngồi đây phải không? Ngồi tắm nước đi. Rồi em đứng đằng cây kia kìa. Cái cột đằng đây nè. Đây hả? Đây nè. Đây nè. Rồi đứa nào đứng đây né cột đây nè. Có đúng vị trí em đặt cổng luôn. Cái gì vậy trời? Đúng rồi, đứng đây nè. Người ta đứng vậy mình cũng đứng vậy. Ủa đứng cổng nào anh? Cổng ở đây nè. Đội hồi nãy là chơi 7 phút 47 giây đó nha. Anh cầm tờ giấy đọc mà. Em cầm tờ giấy đọc, đọc chừng nào cũng thuộc thì thôi. Được. Nghe không? Trời ơi, ghê quá. Mọi người chơi. Quý vị các bạn là bây giờ là tới vòng lượt chơi của đội biển cả. Đó. Các bạn đã dùng lượt hết từ từ mình sẽ có 10 phút nha, sẵn sàng chưa? Dạ, sẵn sàng. Chơi bây giờ trong đây nó nha mọi người. Trong đây nó có 10 thông tin. Em phải ráng cố gắng nãy đọc đúng 10 thông tin của anh và truyền cho thằng kia. Trong đây có thông tin đúng, thông tin sai. Dạ dạ. Nha. Rồi, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Gùng quá. 3 2 1 anh sẽ đứng đọc theo cho em, nếu mà anh viết cái chỗ nào nó chưa rõ thì anh sẽ đứng đọc cho em. Rồi 3 2 1 bắt đầu. Nước ép ớt chuông công thức tam sao xuất bản. Cho một muỗng mật ong vào sẽ hư nước. Cho muỗng mật ong vào sẽ hư nước, không cho nước ớt lấy mật ong. Cho nước uống chuông vàng sẽ không pha được. Vàng. Cà phê bỏ vào có gì anh? Cà phê bỏ có vào tụ, có tụ. Không cần bỏ vào. Bây giờ sẽ lấy đầu tiên là mật ong. Bắt buộc cho đường vào. Nhưng tùy mức độ ngọt. Mật ong, đường, nước dừa cho thêm vào uống đau bụng. Nước dừa cho thêm vào uống đau bụng. Bỏ ớt chuông vàng bỏ đi. Nước cốt chanh bỏ ít thôi. Mật ong, đường, nước cốt chanh. Mật ong, đường, nước cốt chanh. Vụ nhỏ không dùng món này. Vụ nhỏ không dùng món này. Bỏ nước sừng trâu vào không muốn được. Nước hành tím để trưng bày cho vui. Rồi đọc lại đi, đọc lấy đi. Mật ong, đường, để nước cốt chanh. Ủa chưa mà anh? Không rồi. Này chị lại đó chưa? Rồi học đây là cho thuộc đi. Mật ong. Vậy đi lại anh nói đi. Lấy mật ong, đường và nước cốt chanh. Đọc thông tin chưa? Mật ong, đường, nước cốt chanh. Đọc thông tin chưa? Rồi gọi rồi, rồi em lấy rồi giấy thôi. Không, giờ đọc 10 lần rồi chạy lên. Thôi chưa nhớ. Đọc lại phải không? Đọc lại. Đúng rồi, đúng rồi. Đọc lại lần nữa. Mật ong, đường, nước cốt chanh. Lấy cho một muỗng mật ong vào. Cho một muỗng mật ong vào nước sẽ hư. Không cho nước uống chuông vàng sẽ không pha được. Cà phê bỏ vào có tụ. Cà phê bỏ vào có tụ không? Không nhớ nổi. Cho một muỗng mật ong vào nước sẽ hư.
không cho nước chuông vàng cà phê vào sẽ có tổ nha. bắt buộc cho đường vào nhưng tùy mức độ ngọt. Nước dừa cho thêm uống đau bụng. Bỏ nước ớt chuông vàng, phải bỏ nước ớt chuông xanh. Nước cốt chanh bỏ ít thôi, bỏ nhiều sẽ chua. Ơi chớp mồ rồi, lấy thêm nước cốt chanh này, không mấy nhanh lên đi đập đi. Rồi chuyện lại đắng chuyện rượu nhỏ không dùng món này. Bỏ nước ớt sừng châu cay cũng không được, nước hành tím để trưng bày cho vui. Rồi xong đi lại chuyện, lại đắng chuyện đi. Rồi. Cho nước mật ong vào. Người không tin á. Cho mậu mật. Cho nước mật ong vào. Cho nước mật ong vào, bỏ gì sẽ hư á. Bỏ rượu sẽ hư. Cà phê là có tụ. Nước hành tím trưng bày cho vui. Nhớ vô đó thôi. Nước hành tím trưng bày cho vui. Nè bây giờ này, học 4 câu thôi. Để nước ta lắng má. Thôi bây giờ nhớ cũng nhiều đó. mật ong mà chị đúng lấy chưa? Rồi. Mật ong. Trời ơi cái gì quên rồi má, đáng chuyện cho em ngủ vào sẽ hơn. Đúng rồi, cho chim ngủ sẽ hơn. Cà phê dọc có tụ. Nước hành tím trưng bày cho vui. Cái gì bỏ uống đau bụng ta. Nước dừa uống sao bỏ vào sao? Nước dừa qua đâu chị. Đúng rồi. Nước cốt chanh ta nha. Tức là hồi nãy giờ chuyện đúng rồi đúng không? Rồi. Mặt ong cho vào nước cốt chanh. Mặt ong cho vào nước cốt chanh. Rồi bỏ thêm bỏ rượu vào sẽ hư. Hành tím để chưng cho vui. Nước dừa sẽ đau bụng. Đúng rồi, nước dừa vào đau bụng. Rồi. Lại cái đi. Lại đi, 10 thông tin lận. 10 thông tin lận có quan trọng lắm, có 5 loại phải bỏ vô đó. Nè. Mặt ong cho mật ong vào nước cốt chanh. Bỏ rượu vào sẽ hư. Hành tím để trưng bày cho vui. Cho nước dừa vào đau bụng. Như nghe cái bỏ chuông vàng nước cốt xanh vậy thôi, chạy đi. Được chưa? Mật ong. Cho nước cốt chanh vào mật ong rồi. Cho nước cốt chanh vào mật ong. Cho rượu vào sẽ hư. Thôi. Hành tím vào cho trưng bày. Hành tím vào cho vui. Rồi, hành tím vào cuối cùng á. Rồi nước dừa vào đâu bụng. Thôi, đọc lại nè. Mật ong vào nước cốt chanh, hành tím vào hư. Đường vào đau bụng. Để tới từ từ. Cái này nước cốt chanh. Mật ong vào nước cốt chanh. Đừng có nhát. Không nha, rồi xong chưa? Âm vào nước cốt chanh. Âm vào nước cốt chanh. Thôi, tím nha. Rồi, cái nữa. Đọc đi. Nó có nhớ gì đâu mà đọc. Rồi. Quên mất gì chán nhỉ? Chuông. Cho mật ong vào nước cốt chanh. Hành tím thì trưng diện cho vui. Không, chưa làm, không được làm trước. Mật ong nước cốt chanh. Cho mật ong vào nước cốt chanh. Đường. Hành tím. Tương là cho vui. Cà phê là đau bụng, nước cốt dừa thì bỏ. Hết. Cốt dừa hết. Có đường không? Đầu tiên chừng là có đường. Cà phê uống sẽ đau bụng. Nước dừa uống sẽ đau bụng. Mật ong là nước cốt chanh, hành tím là để chưng. Nước dừa là đau bụng. Cà phê thì hư. Cà phê trộn vô khó tiêu. Làm gì bị hư với khó tiêu đó. Có tụ. Mật ong và nước cốt chanh, hành tây để chưng. Nước dừa uống đau bụng, cà phê là để có tụ. Đúng rồi. Đường sao? Đường có đường không? Có đường. Vì lúc đầu em nói rồi. Là có đường mà. Rồi sao? Ít vậy hả? Vậy em thêm ha.
Rồi, nhiều mới uống được. Rồi chị nói lại nha. Mật ong rồi. Mật ong mà nước cốt chanh, đường, hành tây là để chưng, nước dừa uống đau bụng, cà phê là để có tụ. Đúng rồi. Đúng không? Đúng. Mà mấy cái kia không có luôn. Hành tây ớt thì không có luôn. Nè, mình đang làm mấy phút. Thôi 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 thôi. Xong 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 xong. Rồi. Rồi xong chưa? Rồi. Rồi dừng ở phút 7. 7 phút. Chuyện ok nha quý vị nha. Rồi. Đây là nước của đội đường xanh. Đây là nước của đội biển cả, hai nhận nước đó. Ồ. Đội này là dừng ở phút 7 phút 10 12 giây, còn em dừng ở phút 7 phút 47 giây. Dạ ba. Nghe 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 nghe. Nghe lớn mà nghe lớn quá trời mà. Nhưng mà như đây quên bài. Quên bài đây. Bây giờ á vậy đơn giản đi, nếu mà mình bỏ trúng thì mình được cộng điểm, bỏ sai thì mình trừ điểm. Vậy hả, đúng không? Dạ. Đó vậy đó nè. Điểm đi chứ có điểm không? Bỏ trúng thì nãy nãy bỏ gì rồi? Mật ong, đường, với nước cốt chanh. Còn như này. Phải nước cốt chanh không? Vậy thôi hả? Không có được. Mật ong với nước cốt chanh thôi hả? Uống nhiều thì thích. Bảo là bỏ mật ong thì không có được. Em đường phải bỏ chứ. Em không có nước đâu. Đáng lẽ là phải anh dặn rồi phải bỏ hết luôn đi. Anh nói trong đây là có 5 loại nước uống. 5 cái loại. Bỏ vô là sẽ đúng, thà rồi bỏ hết là sẽ không rồi. Còn này đó, bây giờ là sai đúng thì mình phải uống nước này kia nha, uống nha. Cái này nó cũng dễ mà, nước chanh với lại mật ong không có gì đâu. Cái này cái gì? Mật ong, đường, nước cốt chanh. Rồi. Uống hết bệnh luôn. Cho đợi chị lại không đi. Quý vị các bạn thân mến, đây là công thức nước uống mà Phương vừa kêu là nước ép ớt chuông. Đó, đây là công thức đúng của Phương vừa đây. Có thứ nhất là nước ớt chuông vàng, thứ hai là nước cốt chanh, thứ ba là đường, thứ tư là ớt chuông xanh. Rồi, có 4 loại. Đó, mình có 4 loại, nhưng mà chuyện tới đây là tụi em bị mất cái thông tin cơ bản của anh hết rồi. Ra đây là chỉ mình chỉ có này, ở đây chỉ có gì, nước cốt chanh với lại mật ong hả? Dạ. Rồi mình chỉ có nước cốt chanh, không có mật ong, vậy là không điểm. Đâu anh có đá nữa. Không, đá thì dĩ nhiên rồi, đá dĩ nhiên bỏ đi ra. Mình bỏ đúng một cái, sai một cái. Ủa nè, đúng rồi, mật ong với lại nước cốt chanh tụi em chỉ có được, mật ong đâu có mật ong đâu, anh chỉ có đường nè, chỉ có nước cốt chanh thôi, tụi em bỏ đúng nước cốt chanh, thiếu đường, thiếu ớt xanh, với lại thiếu ớt chuông vàng, ớt chuông xanh, ớt chuông vàng, rồi đúng không? Là mình chỉ có mà không điểm, mà đâu cho không ớt chuông vàng luôn. Cái này, đúng vậy. Đang nghĩ sao? Đầu anh hỏi là ớt chuông xanh, ớt chuông vàng chung là đúng luôn. Cái này là gồm có mật ong, nước cốt chanh, với đường. Mẹ ơi, hồi nãy công thức nước cốt chanh là anh bỏ đúng hết luôn. Nước cốt chanh với đường. Bỏ nước mật ong, ba quý với mật ong. Vậy là anh bỏ mình bỏ đúng hết luôn á. Hai điểm với lại mình bị xỏ sai một điểm là bỏ mật ong. Thì mình sẽ còn một điểm. Trời ơi, bởi vậy nãy càng rõ bỏ càng nhiều càng tốt, thấy không? Đây nó bỏ được 3 loại luôn. Không, em hồi nãy em bỏ đúng hết luôn. Em bỏ ớt vàng, ớt xanh. Em bỏ mật ong, bỏ đường, rồi em bỏ đá, em bỏ nước cốt chanh. Không khác miếng gì luôn. Nhưng mà giờ đúng. Nhưng mà anh trai em coi cái câu hỏi hồi nãy anh nào nè. Mà xem cho em hộ. Không gắn anh ghi chữ xấu. Anh sai điểm thả. Không được anh, không được. Tại viết nhanh không có đánh máy. Dạ đã phải ông máy anh ơi. Đọc câu nghe, đọc nội dung đây nè, anh đọc cái công thức nè. Ở trong đây nó có 10 loại, nhưng mà chỉ có 4 loại đúng thôi, 5 loại sai, 96 loại sai. Thứ nhất là cho một muỗng mật ong vào sẽ hư nước, có nghĩa là mình không bỏ vào, đúng không? Không cho nước ớt chuông vàng vào sẽ không pha được. Không cho vào sẽ không pha được, thì dĩ nhiên phải bỏ vào. Cà phê bỏ vào sẽ không pha được, không cần bỏ vào. Rồi bắt buộc cho đường vào, nhưng tùy theo độ thích của mọi người, đó là phải cho đường vào. Nước dừa cho thêm vào uống sẽ đau bụng. Bỏ ớt chuông vàng, phải bỏ ớt chuông xanh. Cái câu đó nãy đúng luôn. Em nói đúng, nhưng mà tại chút này lại kêu không nước ai cốt, đó nước cốt chanh bỏ ít thôi. Quỷ gì nữa, thằng này nó đến chín nè. Nước cốt chanh bỏ ít thôi, có nhiều sẽ chua.
rượu nho không dùng cho món này. Bỏ nước ớt sừng trâu cay không đụng được. Nước hành tím để trưng bày cho vui. Mình giỏi á, mình chuyện đúng cách luôn. Đúng không? Đúng. Em đúng nhà cà phê ngưng tụ. Nước hành tím để vào trưng bày cho vui. Và mật ong. Đường. Đường để nhà đường. Rồi bây giờ em uống nước của em đi nè. Chị nhau uống nước. Rồi. Chưa mọi người. Vậy là đội này là đội chiến thắng. Dứt ra. Rất là ngon. Rất là ngon. Không bỏ được. Rồi cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Đây một game show tăng sống bản đầu tiên của vừa nó do mình hành các bạn do thời gian ngủ hơi rối xíu nhưng mà bữa sau phim vừa sẽ không biết lúc bữa tuần sẽ đi tập lại không đổi anh Thái cho nó đỏ đó. Ở trong đây nè anh giải thích lại là ở trong đây có 10 loại nước uống đó, mình chỉ có 4 loại bỏ vô được. Rồi bây giờ mình sẽ chào tạm biệt quý vị khán giả và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong một số tiếp theo của chương trình Tâm Sao Thất Bản. Quý vị, các bạn theo dõi chương trình nhớ đăng ký kênh.